Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra giữa kỳ số 1. Phần 1 La Mã, kiểm tra đọc 10 điểm. Một nhỏ, đọc thành tiếng 3,5 điểm. Với phần đọc thành tiếng, các em sẽ thực hiện hai yêu cầu như sau. Trước tiên, các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc Ngày hội rừng xanh trang 23 trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Sau khi đọc xong bài đọc, các em sẽ dựa vào nội dung bài đọc và thực hiện câu hỏi. Bài thơ nói đến những âm thanh nào? Những âm thanh ấy có tác dụng gì? Với yêu cầu thứ nhất đọc thành tiếng bài đọc thì các em sẽ mở sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài đọc Ngày hội rừng xanh trang 23 và các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc. Khi đọc các em chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ đúng dấu câu. Tiếp theo, dựa vào nội dung bài đọc các em sẽ thực hiện câu hỏi. Bài thơ nói đến những âm thanh nào? Những âm thanh ấy có tác dụng gì? Vậy thì với nội dung của bài đọc, các em sẽ thấy bài thơ nói đến âm thanh của mõ, tiếng gà rừng kêu, tiếng nhạc sáo của tre, trúc, tiếng suối chảy như tiếng đàn và tiếng hót của chim khứu. Tác dụng của những âm thanh đó là đánh thức các con vật trong rừng và làm cho bầu không khí trở nên náo nhiệt, vui vẻ. Đây là đáp án đúng cho câu hỏi của phần đọc thành tiếng. Các em sẽ lưu ý đáp án này giúp cô. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần 2 nhỏ, đọc hiểu 6,5 điểm. Yêu cầu của bài tập như sau. Các em sẽ đọc bài đọc Chuyện gấu ăn trăng. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Chuyện gấu ăn trăng. Một hôm, để thưởng cuội đã chăm chỉ chăn trâu, mẹ cuội mua cho chú một cái bánh đa thật to, tròn vành vạnh, vừa dày lại vừa đặc kín vừng. Cuội hí hửng ôm tấm bánh đa trong lòng. Đến cửa rừng, bỗng nhiên một con gấu đen to béo hiện ra và đòi lấy chiếc bánh. Cuội ôm bánh chạy lên mặt trăng. Ở dưới đất, gấu nhìn thấy trăng, bèn nghĩ đó là cái bánh đa lớn mà cuội đã đem đi ngày ấy. Gấu thèm lắm. Một đêm, gấu quyết tâm leo lên trời để ăn cái bánh đa trăng cho bằng được. Nó trèo lên đỉnh núi cao, nhảy lên một đám mây, theo chiều gió nhằm phía mặt trăng bay tới. Khi bóng gấu và đám mây đen bắt đầu phủ mờ trăng, bỗng nhiên làng xóm khắp mặt đất nổi lên tiếng đập thúng, đập mẹt như là đổ thóc, đổ gạo ra để xay, để giã vậy. Gấu tham ăn nghĩ bụng, chà, mình trở lại dưới đó, chắc là kiếm được bữa no. Nó buông mình khỏi đám mây đen, rồi vút xuống như một hòn đá tảng. Thân nó giáng trúng một gốc cây đau ê ẩm. Từ đó, gấu không dám tính đến chuyện ăn trăng nữa. Bài đọc sưu tầm. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Chuyện gấu ăn trăng. Bây giờ, dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Câu hỏi số 1. Vì sao cuội lại được mẹ thưởng 0,5 điểm? Đáp án A. Vì cuội đã được điểm cao. Đáp án B. Vì cuội đã chăm chỉ làm việc nhà. Đáp án C. Vì cuội đã chăm chỉ chăn trâu. Và đáp án D. Vì cuội rất ngoan và nghe lời mẹ. Với câu hỏi số 1 thì các em sẽ dựa vào câu văn đầu tiên của bài đọc như sau. Một hôm, để thưởng cuội đã chăm chỉ chăn trâu, mẹ cuội mua cho chú một cái bánh đa thật to, tròn vành vạnh, vừa dày lại vừa đặc kín vừng. Như vậy, ở trong câu hỏi số 1, cuội được mẹ thưởng bởi vì cuội đã chăm chỉ chăn trâu.
Kem sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 1. Tiếp theo, Kem quan sát câu hỏi số 2. Vì sao vừa lên trời, gấu lại tìm cách trở lại mặt đất? 0,5 điểm. Đáp án A, vì gấu không tìm thấy bánh đa trên đó. Đáp án B, vì trên trời rất lạnh, gấu không chịu nổi. Đáp án C, vì gấu tưởng người dân đang say, giã gạo, nó nghĩ sẽ kiếm được một bữa no. Và đáp án D, vì gấu bị cuội lừa rằng chiếc bánh đa của mình đang ở dưới đất. Với câu hỏi số 2, các em sẽ dựa vào các câu văn trong bài đọc như sau. Khi bóng gấu và đám mây đen bắt đầu phủ mờ trăng, bỗng nhiên làng xóm khắp mặt đất nổi lên tiếng đập thúng, đập mẹt như là đổ thóc, đổ gạo ra để xay, để giã vậy. Gấu tham ăn nghĩ bụng, chà, mình trở lại dưới đó, chắc là kiếm được một bữa no. Như vậy, ở trong câu hỏi số 2, gấu vừa lên trời lại tìm cách trở lại mặt đất bởi vì gấu tưởng người dân đang say, giã gạo, nó nghĩ sẽ kiếm được một bữa no. Các em sẽ khoanh tròn đáp án C trong câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3. Theo em, câu chuyện giải thích hiện tượng tự nhiên nào? 1 điểm. Đáp án A, nhật thực. Đáp án B, nguyệt thực. Đáp án C, sao băng. Và đáp án D, mưa. Với câu hỏi số 3 thì trong câu chuyện trên đã giải thích hiện tượng tự nhiên, đó là hiện tượng nguyệt thực. Với câu hỏi này thì thông thường người xưa khi nhìn thấy nguyệt thực đều cho rằng mặt trăng đã bị gấu trời ăn mất. Nhưng thực ra thì xảy ra hiện tượng nguyệt thực là do mặt trăng vận hành đến phần bóng của trái đất. Khi toàn bộ mặt trăng đi vào vùng bóng của trái đất là nguyệt thực toàn phần. Còn nếu chỉ có một phần đi vào vùng bóng thì gọi là nguyệt thực một phần. Trong một năm thì sẽ có khoảng 2 lần nguyệt thực và mỗi lần đều nhất định phải xảy ra vào lúc trăng tròn. Và về thời gian thì có thể duy trì khoảng 2 giờ. Còn dân gian thì đã mượn câu chuyện gấu ăn trăng để giải thích cho hiện tượng nguyệt thực. Vậy đáp án đúng ở trong câu số 3 là đáp án B. Các em sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu số 3. Câu hỏi số 4. Em hãy viết lại từ ngữ chỉ đặc điểm chiếc bánh đa của cuội. 1 điểm. Với câu hỏi số 4, các em sẽ thấy ở trong bài đọc, tác giả đã miêu tả chiếc bánh đa của cuội. Đó là một cái bánh đa thật to, tròn vành vạnh, vừa dày lại vừa đặc kín vừng. Vậy ở trong câu số 4, những từ ngữ chỉ đặc điểm chiếc bánh đa của cuội đó là to, tròn vành vạnh, dày và đặc kín vừng. Các em sẽ ghi các từ này vào trong ô trống của câu số 4. Tiếp theo, các em quan sát câu hỏi số 5. Em hãy viết câu cảm trong những trường hợp sau. 1 điểm. Ý A, khi em được nhìn thấy chiếc bánh đa tròn vành vạnh của cuội. Và ý B, khi em thấy gấu bị ngã. Với câu số 5 thì dựa vào kiến thức mà các em đã học về câu cảm, các em sẽ viết các câu cảm trong mỗi trường hợp. Khi viết câu cảm thì các em sẽ chú ý sử dụng từ cảm và cũng như cuối câu thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm than. Với trường hợp khi em được nhìn thấy chiếc bánh đa tròn vành vạnh của cuội thì em sẽ có một câu cảm để bày tỏ cảm giác ngạc nhiên, đó là ôi, chiếc bánh đa tròn thật đấy. Còn với trường hợp B, khi em thấy gấu bị ngã thì chúng ta sẽ có một câu cảm để bày tỏ cảm xúc đồng cảm hoặc là thương khi bạn gấu bị ngã, đó là ôi, chắc gấu bị ngã đau lắm. Tiếp theo, các em sẽ quan sát câu hỏi số 6.
Cho những từ sau, em hãy điền vào chỗ trống sao cho thích hợp. Một điểm. Các từ được cho trước như sau: ấm áp, sặc sỡ, cao ngất và vàng hoe. Còn phần đoạn văn thì sẽ gồm có đoạn văn như sau: vào những buổi chiều xuân, ô trống, rừng Trường Sơn tràn đầy ánh nắng. Nắng, ô trống, trên những cây cổ thụ, ô trống, tán chạm trời xanh. Từng đàn chim về tổ vỗ những cặp cánh, ô trống. Vậy thì với câu số 6, các em sẽ điền các từ ngữ cho trước vào trong phần ô trống để được một đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Ô trống thứ nhất. Các em thấy đằng trước ô trống thì có cụm từ vào những buổi chiều xuân. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn từ ấm áp để điền vào ô trống. Tiếp theo ô trống thứ hai, các em thấy đằng trước ô trống có tiếng nắng. Vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ điền từ vàng hoe để ghép với tiếng nắng, chúng ta sẽ được cụm từ nắng vàng hoe. Ô trống thứ ba, các em sẽ thấy đằng trước ô trống có cụm từ những cây cổ thụ. Trường hợp này chúng ta sẽ điền từ cao ngất để được cụm từ những cây cổ thụ cao ngất. Và ô trống cuối cùng thì các em sẽ thấy trước ô trống có cụm từ những cặp cánh. Vậy cô sẽ điền từ sặc sỡ để được cụm từ những cặp cánh sặc sỡ. Sau khi điền xong thì cô sẽ được một đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Vào những buổi chiều xuân ấm áp, rừng Trường Sơn tràn đầy ánh nắng. Nắng vàng hoe trên những cây cổ thụ cao ngất, tán chạm trời xanh. Từng đàn chim về tổ vỗ những cặp cánh sặc sỡ. Tiếp theo, các em sẽ quan sát câu hỏi số 7. Em hãy điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong những câu sau. 1,5 điểm. Với câu số 7, các em sẽ quan sát các câu ở ý A, B và C. Trong đó thì có thiếu dấu phẩy. Các em sẽ thêm vào chỗ cho phù hợp giữa các từ ngữ trong câu. Với ý A, ếch con ngoan ngoãn, chăm chỉ và thông minh. Trong trường hợp này, cô sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa từ ngoan ngoãn và chăm chỉ. Đây là hai từ cùng chỉ đặc điểm ở trong câu. Vậy dấu phẩy sẽ ngăn cách giữa từ ngoan ngoãn, chăm chỉ. Ý B, ông em, bố em và chú em đều là thợ mỏ. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa từ ông em và bố em. Đây đều là hai từ cùng chỉ sự vật trong câu. Và cuối cùng ý C, các bạn mới được kết nạp vào đội đều là con ngoan, trò giỏi. Trong trường hợp này thì cô sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa từ con ngoan và trò giỏi. Đây là hai từ cùng chỉ đặc điểm ở trong câu. Vậy các em sẽ quan sát các dấu phẩy mà cô đã điền trong câu số 7 và điền đầy đủ vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần khai la mã, kiểm tra viết 10 điểm. Một nhỏ, chính tả, nghe viết 4 điểm. Với phần chính tả nghe viết, các em sẽ nghe cô đọc nội dung của bài đọc Hãy bảo tồn thiên nhiên. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì các em sẽ viết sang phần ô trống bên cạnh của vở bài tập. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Hãy bảo tồn thiên nhiên. Mẹ thiên nhiên lặng lẽ, mang vẻ đẹp cho đời. Nhưng chúng ta, bạn ơi, làm uế tạp trái đất. Hãy làm gì tốt nhất để giữ lại màu xanh cho thiên nhiên trong lành để trẻ em ca hát. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Hãy bảo tồn thiên nhiên.
Các em sẽ nghe nội dung cô đọc, sau đó thì quan sát bài đọc ở trong vở bài tập và viết bài đọc sang phía bên tay phải của vở bài tập. Khi viết, các em sẽ chú ý viết thật ngắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ, tập làm văn 6 điểm. Yêu cầu của bài tập này như sau. Em hãy viết một đoạn văn kể về một hoạt động ngoài trời mà em đã tham gia. Với bài tập phần 2 nhỏ này, thì trước khi viết được đoạn văn, cô sẽ có các gợi ý để các em có thể viết được như sau. Thứ nhất, các em sẽ viết về thời gian diễn ra hoạt động đó. Hoạt động đó là hoạt động gì? Trong hoạt động đó thì các em đã tham gia như thế nào? Và cuối cùng, cảm nghĩ của em về hoạt động đó. Vậy thì với những gợi ý mà cô vừa hướng dẫn các em thì cô sẽ có một đoạn văn mẫu để các em tham khảo như sau. Các em quan sát đoạn văn của cô như sau. Thứ sáu tuần này, trường em đã tổ chức ngày hội Tết Trung Thu cho tất cả học sinh trong trường. Chúng em được xem các tiết mục văn nghệ, múa lân, rất vui nhộn. Sau đó, nhà trường đã tổ chức cuộc thi sắp mâm ngũ quả giữa các khối lớp. Em và một số bạn khác đại diện cho lớp tham gia. Sau 30 phút, mâm ngũ quả đã được hoàn thành. Chúng em đã giành được giải nhì. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đây là một đoạn văn mẫu của cô kể về một hoạt động ngoài trời mà bạn nhỏ đã tham gia. Các em sẽ dựa vào các phần gợi ý mà cô vừa hướng dẫn cũng như đoạn văn mẫu để có thể viết được một hoạt động ngoài trời mà các em đã từng tham gia. Sau đó thì viết vào phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết, các em sẽ chú ý viết thật ngắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra giữa kỳ số 1. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn đề kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.